Người chồng bị hôn mê sâu, hai con đều bị ảnh hưởng chấn thương sọ não. Người vợ mang thai 8 tháng cũng bị hôn mê và được các bác sĩ mổ lấy con thành công. Nhưng rồi người mẹ này tử vong ngay sau đó và vĩnh viễn không được nhìn thấy mặt con. Đây là hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh Cao Đức Dương ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Tai nạn giao thông đã khiến cả gia đình anh tan nát, chia lìa mà nguyên nhân sâu xa cũng chỉ từ bia rượu. Những ngày này, gia đình nhà anh Cao Đức Dương chìm trong không khí tang thương. Túp lều nhỏ, tuỳnh toàng của hai vợ chồng, nay lại càng thêm lạnh lẽo. Đứa con lớn lên 7 vẫn vô tư chơi đùa cùng bạn bè. Bé Huy còn quá nhỏ và căn bệnh chậm phát triển nhận thức khiến bé không cảm nhận được sự mất mát quá lớn. Chồng và hai con nhỏ của chị Cúc vẫn đang nằm bệnh viện. Vừa lo hậu sự cho chị, gia đình nội ngoại vừa phải chạy đi chạy lại các bệnh viện để lo cho các thành viên còn lại. Anh Dương bây giờ anh Dương bây giờ cũng yếu lắm. Nhiều người cứ bảo là cho cháu đi Hà Nội, không thì để cháu ở đây thì cháu chết mất. Thì tôi cũng muốn là mong cho cháu, cho em Dương khỏe, để về em không làm được cái gì, em cứ ở nhà trông con cháu cái, thì để tôi đi làm thêm cả nuôi các cháu. Tối ngày 15 tháng 5, anh Cao Đức Dương chạy xe máy chở vợ mang thai 8 tháng và hai con sang nhà ngoại. Khi đến địa phận thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, xe của anh va chạm với xe ô tô 4 chỗ. Sau tai nạn, cả gia đình bất tỉnh tại chỗ và phải đưa đi cấp cứu. Anh Dương bị chấn thương sọ não nặng, vẫn chưa tỉnh và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo kết quả xét nghiệm, thì nồng độ cồn trong máu của anh Dương lên tới 192,5ml trên 100ml máu. Hai con nhỏ cũng bị chấn thương, được điều trị tại Bệnh viện Hải Phòng. Bé Huy đã ổn định và được về nhà, còn bé Quỳnh bị dạn sọ và vẫn đang phải nằm viện theo dõi. Bé vẫn chưa biết gì về tai họa của gia đình, liên tục khóc đòi mẹ mỗi khi tỉnh táo. Hoàn cảnh bên hai bên gia đình thật sự với chị là cũng là rất là khổ. Vì anh ấy hai vợ chồng mà nuôi hai đứa con mà trong khi đó là vợ có bầu, cũng không làm ăn được gì được. Vợ anh ấy qua đời rồi. Thì thôi cái đấy thì ông nói, nhưng mà làm sao đấy, trước mắt em chỉ mong muốn làm sao đấy, hai bên gia đình tập trung cứu anh Dương. Đấy là cái quan điểm, cứu anh Dương để sau này anh ấy nuôi ba cháu thôi. Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên, tiền lượng tình trạng sức khỏe của chị Cúc rất xấu. Bác sĩ phải phẫu thuật cấp cứu lấy thai nhi. Rất may, cháu bé sinh ra được chăm sóc tốt, sức khỏe đang dần bình phục. Hiện tại thì gia đình thì chỉ có người thân rất là ít đến. Nên là đúng ra bệnh nhân này là đã được cho ra với mẹ, nhưng mà hiện tại chưa có gia đình nên là vẫn nằm ở trong khu cách ly để các y bác sĩ chăm sóc. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng cạnh con trai của chị Cúc. Bé đã được sinh ra được 4 ngày tuổi trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Nếu như những đứa trẻ khác khi vừa được sinh ra thì sẽ được bao bọc trong vòng tay của những người thân và của bố mẹ. Và em hiện tại đang phải nằm một mình ở đây. Tất cả mọi người trong gia đình đều đang phải ở nhà để lo cho mẹ của em. Và tai nạn giao thông chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc em sinh ra và không bao giờ nhìn thấy mẹ của mình.